Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SMLRO. Và ngày hôm nay SMLRO hân hạnh được đóng một đơn hàng cho anh Bùi Văn Hoàn, có địa chỉ tại khu Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh đã lựa chọn combo của hãng Tedeco Acoustic, đó là một chiếc nâng tiếng Tedeco Acoustic CB600 Pro và một chiếc van cơ lái số Tedeco Acoustic T8 Plus. Vâng, và combo sản phẩm này hiện tại bán rất là chạy tại SMLRO cũng như là rất nhiều các đại lý khác đã từng lấy hàng của Tedeco Acoustic với ưu điểm vượt trội tiếng mic dễ dàng, có thể trải nghiệm những cái chất mic, chất echo, chất reverb với mọi thể loại giọng. Thì hai sản phẩm này hiện đang có cái sức hút nhất định đối với anh em trên thanh toàn quốc. Và trong video này thì SMLRO sẽ thật nhanh thôi để cùng quý vị test nhanh combo này, và xin mời quý vị cùng trải nghiệm chất âm của hai dòng sản phẩm bán rất là chạy cũng như được rất nhiều anh em chơi âm thanh quan tâm đến, đó là chiếc nâng tiếng và chiếc vang của hãng Tedeco Acoustic. Vâng, và xin mời quý vị và bạn cùng thưởng thức chất nhạc của nó trước với một bài hát của ca sĩ Đình Bảo. Phần là demo một chút chất nhạc của combo này, thì và bây giờ chúng ta sẽ kết nối với bộ micro không dây để cùng trải nghiệm tiếng mic mà con vang cơ lái số này xử lý. Dạ vâng, thiết bị kết nối đó là một chiếc micro không dây Tedeco Acoustic M18, một phiên bản mới nhất mà vừa rồi SMLRO đã ra video. Quý vị có thể xem thêm chi tiết cái bộ mic này ở trong video ngay phía trước của video này. Vâng, và bộ micro không dây này là một phiên bản mới 4 dâu của hãng Tedeco Acoustic. Chứa đựng trong đó là rất nhiều những chất xám cũng như hàng giờ nghiên cứu thảo luận để cho ra một mẫu mic phù hợp với phân khúc gia đình, và nó có chất mic sáng tiếng, mềm mượt, dễ hát. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết của sản phẩm mic này, cùng với đó là sẽ kết nối vào bộ dàn karaoke. Xin mời. Ở đây chúng ta đã có được một bộ mic không dây và bạn nhân viên kỹ thuật đã bóc sẵn ra để cùng trải nghiệm và cùng kết nối một cách nhanh nhất. Và đây một chiếc tay mic được phủ nano chống bám bụi, chống bám vân tay, chống xước, đúng không? Chất mic rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối vào bộ dàn karaoke này. Với bộ micro không dây và combo dàn TD, khi mà có chiếc nâng tiếng thì chúng ta sẽ kết nối tín hiệu đầu vào xuống vang, xuống nâng tiếng xuống vang, và cái chất mic của nó sẽ cắm trực tiếp vào âm vang này để cùng trải nghiệm.
Dạ vâng, sau khi kết nối thì bộ dàn cao kê đã hoàn thiện với những cái sản phẩm ví dụ như đôi loa, cục đẩy, vang, nâng tiếng và micro. Và bây giờ xin mời quý vị và bạn cùng trải nghiệm cái tiếng mic của bộ dàn này với sản phẩm kết nối đó là bộ micro không dây TD Acoustic M18 với một bài hát là Từng Cho Nhau. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm. Vừa rồi là phần thiện ca khúc Từng Cho Nhau để cùng quý vị test bộ dàn karaoke với hai combo gửi cho anh khách hàng ở Hải Phòng. Vâng, và trong video này thì nội dung chính vẫn là review với hai sản phẩm này, cũng như là để test một chút chiếc mic, trong đó có sự góp mặt của chiếc mic cổ không dây thế hệ mới nhất của hãng Teleoptic với 4 dâu phát sóng. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn tin tưởng, ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của SM Audio. Và
Asmero xin phép dừng video tại đây để tiếp tục đóng những đơn hàng gửi đến anh em trên thành toàn quốc, cùng với đó là setup những video để cùng review các sản phẩm mới nhất của thương hiệu Teleoptic cũng như các cái sản phẩm đang hot trên thị trường hiện nay. Quý vị vui lòng hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video review, đánh giá, chia sẻ về kiến thức âm thanh. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng, ủng hộ, theo dõi kênh YouTube của SM Audio. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.